Từ Vi Đức Thắng xin chào anh chị bà hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1975 Ngày Dương Âm lịch 22 tháng 2 năm Ất Mão giờ là giờ mùi Anh chị nhìn bát tự này ba Mão xuất ra một thiên can Ất à, Kỷ lệ Ất là mà sát Như vậy là sát quá vượng mà thân nhược Nếu mà nói về ngành nghề theo bát tự lá số này hợp những ngành nghề liên quan đến ngũ hành thổ và kim Nói về hợp màu sắc cũng là ngũ hành liên quan đến thổ và kim Thổ là gì? Thổ là nâu, thổ là vàng Kim là gì? À, trắng là sám là ghi chứ không phải đơn giản anh chị nhá thổ khắc thủy nhá thổ khắc thủy sai hoàn toàn khi mà chọn cái màu sắc theo cái bản mệnh đại đại khê thủy đại thổ nhật can thổ ở đây đang rất yếu thế nên bổ sung nếu bổ sung bổ sung cái những cái màu sắc là hỏa là thổ là kim thì nó sẽ hợp hợp và cân bằng với cái bát tự trong cái bát tự này mộc rất là vượng thổ thì hơi yếu và kim thì hơi yếu lá số này vào cách vào cục đó là cách cục gì cách cục là thực thần chế sát thực thần chế sát là một cách cục rất là đặc biệt trong bát tự Đấy, cương nhu là tương đối đầy đủ nhưng mà lá số này tính cương là hơi nhiều tiếp theo là gì Đấy, thân mà nhược sát mà vượng thì tình duyên gia đạo nó hơi lục đục cái thứ ba thân mà nhược mà sát mà vượng sát mà quan là chủ về mặt công danh chủ về mặt công việc khi mà công việc lên đến một cái ngưỡng nào đó là rất dễ đổ bể rất dễ thất bại là cái lá số này ứng vào cung số của lá số tử vi là cái cung mệnh rất là tốt này cung quan lộc thì tử vi gặp tuần không đáng ngại cung phúc đức thân cư phúc đức hậu vận về sau này thân cư phúc đức thất sát thiên hình ám địa và đặc biệt là cái cung tài bạch chỉ về sự kinh doanh buôn bán tài nguyên các thứ thiên phủ gặp địa không gặp hỏa tinh gặp kình dương gặp thiên không cái tổ hợp sao cung tài bạch này người ta gọi là làm giàu không khó nhưng mà giữ tiền là hơi khó Đấy, cái hôm nay tôi nghĩ rằng câu này hay phết anh chị ạ thiên phủ à, liêm trinh cái cạnh tranh tranh cạnh được ở mặt tiền bạc thiên phủ là thiên kho quốc kho tài nguyên ngân hàng tức là nói về tiền bạc rất giàu nhưng mà gặp địa không gặp hỏa tinh gặp kình dương gặp thiên không là khi mà giàu có là chỉ sự mất mát chỉ sự cướp đoạt thế nên tốt nhất là nên để vào cái cung điền trạch ở đây ở cái cung điền trạch này rất là hay thiên cơ à, thiên cơ đi về hóa lộc đi về thiên mã đi về lộc tồn xong lộc mã hội vào cái cung tài bạch à, hội vào cung điền trạch ở cái cung hợi này thì anh chị biết là nên để tiền vào đất đai điền sản và rất hợp với cái dụng thần bát tự của cái lá số này là thổ là kim là hỏa à cung điền trạch thì đắc văn xương văn khúc nhà rất là đẹp đắc song lộc mã lắm lắm nhà lắm nhà lắm đất nhiều nhà nhiều đất ân quang thiên quý có hiện tượng là được thừa tự được thừa hưởng tiếp theo là đắc lộc tồn đắc lứ tinh đắc uh, tứ linh nói chung là cơ bản là cung điền trạch này rất là đẹp rồi chúng ta uh, đi tiếp Tiếp theo là chúng ta sẽ vào năm xem 2022 năm nhâm dần tuổi 48 đang vào đại vận của cung quan lộc nói chung độ rủi ro trùng trùng điệp điệp căn bản là vào cái vận thiên không căn bản là vào vận địa không địa kiếp hỏa tinh kình dương nói chung là tử vi mà gặp tuần gặp không kiếp hỏa tinh kình dương như thế này là nói chung là gian nan vất vả rồi rất dễ thành nhưng rất dễ bại chính là ở cái đại vận này đại vận tam nằm trong cái tam hợp mệnh tài quan độ rủi ro rất lớn nếu mà sáng thì thành công rực rỡ nếu mà tối tăm thì nói chung là rủi ro cực lớn Tiếp theo, Ất à, Mão tuổi âm, mệnh đóng tại cung dương, âm dương nghịch lý. Nói về cái con gái mà âm dương nghịch lý như thế này là nhiều cái gian khổ, nhiều cái khó khăn. Đặc biệt là mệnh thiên khôi, thiên việc, phải lo toan gánh vác cho bản thân. Rồi là gia đình, thậm chí là liên quan dòng họ, thân cư, phúc đức, thất sát, hám điện. Rồi, tiếp theo, mệnh cục bình hòa, mệnh cục bình hòa, cung thiên di lại hãm ra ngoài đối mặt nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Đấy chính là phá quân đi về Đà La tổ hợp mệnh uh, mệnh thân là toàn thấy không không kiếp kiếp kình dương đà la thậm chí là cung thân thất sát cư thiên hình địa kiếp địa không hỏa tinh linh tinh kình dương đà la thiên không lục sát tinh chiếu về cung phú đức thế nên sau này mà có rủi ro cái vấn đề gì đó thì phải buông buông bỏ cái uy quyền và tài lộc để lấy cái phúc thọ anh chị nhá cổ nhân cổ nhân đã tổng kết một câu rồi mệnh thì phải hay lo to lắng hay lo toan Đấy, vất vả tiếp theo thân cư thất sát thất sát mà lâm thân thì trung thị yểu thất sát mà miếu mà vượng mà nhiều cát tinh thì lại không sao nhưng mà cái thất sát này gặp thiên hình là liên quan đến hình tù pháp luật gặp lục sát tinh là oan trái nghiệp quả làm những cái gì mà đen đủ nhất là hội vào cái lá số này nhưng mà cũng may mà mệnh mệnh căn cơ nó căn cơ nó tốt thế nên à, về sau này người ta gọi là những cơn gió lớn những cái cơn gió độc nó trải qua rất là nhiều thế nên khi nào mà có khó khăn quá thì buông bỏ một chút À, uy quyền buông bỏ một chút tài lộc buông bỏ cái tham sân si một chút thì nó sẽ được cái phúc thọ cung tật ách lại có cái sao linh tinh này cung phúc đức lại có thất sát với thiên hình này đấy thất sát thiên hình thì bình thường thì nó không vấn đề gì nhưng mà nó đi với cả lục sát tinh chiếu vào cung thân như thế này là rủi ro rất lớn rồi tiếp theo thân cư phúc đức đấy thân cư phúc đức nó như vậy nếu tốt thì được hưởng phúc sống lâu sống thọ công danh tài lộc chức vị ưu quyền tình duyên gia đạo mọi thứ đều hành thông thuận lợi nhưng đối với lá số này là không anh chị nhé lá số này là hậu vận là hơi tối một chút à, trong bát tự nó hiện ra rồi sát vượng công thân Đấy, sát vượng thì khi mà cái công việc nó lên đỉnh vinh quang mà không biết tiến thoái đúng lúc là thôi rồi mất cái thứ hai mà sát vượng mà thân nhược thì ý nói là sát là sát đối với người con gái là chủ sát quan đối với người con gái là chủ về chồng mà sát mà vượng thì tình duyên nó không hay ứng vào cái cung phu này, này tham lang gặp địa kiếp gặp song hào này cưới thì cưới nhanh nhưng mà rủi ro chia tay rất sớm chính là tham lang đi bị địa kiếp tiếp theo đấy. ở đây là cái lá số này là không xuất hiện tài tài của lá số này là thủy không xuất hiện tài chứ không phải là không không xuất hiện tài không có nghĩa là không có tài mà là cái độ rủi ro nó rất cao khi nhìn vào cái cung tài bạch anh chị nha thiên phủ địa không hỏa tinh kình dương thiên không đấy rất nhiều cái sao không nó đội ở đây nó hội tụ của cái cung tài bạch thiên phủ thiên kho cũng khố mà kho lại đứng và chứ không thì nói chung là kho trống rỗng rồi rồi đấy tiếp theo chúng ta đi vào cung mệnh là số đi Mệnh là gì? Mệnh là Vũ Khúc Thiên Tướng, à, Vũ Khúc Thiên Tướng là người con gái rất là đảm đang, nữ nhân nhưng mà nam tính, tính khí là cương cường, à, trung can nghĩa đảm chính là cái sau Vũ Khúc này, gan dạ, kiên cường, kiên cường, dám mưu lớn, dám à, nghi lớn chính là sau Vũ Khúc Thiên Tướng, bản chất của Vũ Khúc Thiên Tướng thì là cái sao tiền tài nên là tính Vũ Khúc lại là sao Kim. Thế nên cái hình ảnh của sao vũ khúc thiên tướng là mặt mũi nó uy nghiêm, nó uy nghi Đấy, là cái thứ nhất Cái thứ hai là cái giọng nói nó cứ sang sảng sang sảng, chính là vũ khúc đi với thiên tướng Vũ khúc là sau kim, hình tượng của nó là quả chuông, thế nên là giọng nói rất là vang, rất là xa, rất là có uy lực Là cái tổ hợp à, vũ khúc đi với thiên tướng, nói về hình dáng nó là như vậy Tiếp theo, à, thiên khôi thiên Việt thì mặt mũi nó không được trắng sáng cho lắm Đấy, Khôi là thường khôi ngô, Việt thì thường da đen nhưng mà nói chung là hình sáng màu sắc màu da nhiều khi nó gen di chuyển nó không được trăm trăm đấy đặc biệt là có đào hồng hóa hòa đây thì thường thường mặt mũi là khá là đẹp trẻ trung lâu dài đấy đối với lá số này như vậy đặc biệt là thiên tướng rất là uy nghi trường sinh đế vượng thì nói chung là người nó đầy đặn nó phong nó phong túc à, người ta gọi là gì có cái phúc khí trong người thiên tướng hữu bật phúc lai lâm mà tuy là không có hữu bật nhưng đi với trường sinh cũng là rằng người tốt tâm tốt tính hiền lành là sống là có đạo lý sống có trước có sau trường sinh là khởi nguồn của sự sống sinh mộ vượng là một quá trình đường dài và kết thúc thế nên là người có sinh mộ vượng thì thường là sức khỏe tốt là cái thứ nhất cái thứ hai lối ăn lối ở là có trước có sau có sống là có tình có nghĩa và đặc biệt nó rất hợp với cái sao thiên tướng thiên tướng thì nói chung là nóng tính một chút, à, thẳng tính một chút, à, đàng hoàng một chút, lịch sự một chút, oai nghiêm một chút cũng là thiên tướng. Thiên tướng nói chung là thích giúp đỡ người khác, thích à, bênh vực kẻ yếu. Cũng chính là sao thiên tướng, tướng là nhà trời mà. Còn cái sao vũ khúc thì sao chủ về tiền bạc, chủ về kim tiền. Đấy, cái tổ hợp mệnh thân của chị, này, chị à, lại đi vào rất rất nhiều sát tinh như thế này nói chung là cá tính chắc chắn là hơi nóng này rồi. đấy là cái thứ nhất. còn vũ khúc thì là sao kim hình, vóc người nho nhỏ, tính tình thanh cao chí cương trí nghị anh hào anh hào anh chị nhá thế nên nữ nhân nam tính là hợp dùng là hợp rồi trí à, cương chí nghị anh hào khoan dung đại lượng lực thao gồm tài người mà à, có vũ khúc thì nói chung là, kể cả nữ hay nam thì nói chung là rất à, phong độ rất đại lượng rất độ lượng chính là cái sao vũ khúc rồi tiếp theo là gì à, thiên tướng lòng thẳng mặt hiền thiên tư mỹ lệ khoa quyền là noi thiên tướng thì là mặt con người hương trời sắc nước mặt ai tướng hồng người mà có thiên tướng thì nói chung mặt mũi nó uy nghiêm nó oai nghiêm chính là thiên tướng thiên tướng thì nói chung là bết nhất là làm thầy chính là cái tổ hợp của sao thiên tướng vũ khúc thiên tướng thì nói chung là nếu nói về ngành nghề thì có thể hợp những ngành nghề liên quan quân đội công an cảnh sát nó rất đa tài đa dĩ năng là cái tổ hợp của vũ khúc thiên tướng tiếp theo nếu nói về ngành nghề ngành nghề của sao vũ khúc là ngành nghề liên quan tài chính ngân hàng kế toán là ngành nghề thứ nhất cái thứ hai nếu nói về ngành nghề của thiên tướng thì là những ngành nghề liên quan đến thầy, liên quan đến giảng dạy thì nó rất là hợp cách, liên quan đến nghiên cứu, đúng không? thiên tướng hóa khí là ấn, hóa khí là ấn, thế nên là công danh các thứ là nói chung là rất nhiều. Tướng đi với khôi Việt thì rất đắc dụng cho cuộc sống, đặc biệt ở lá số này là tướng đi với khôi Việt khoa cũng là thuộc dạng thông minh xuất chúng dù có không được đi học thì ra ngoài đời nói chung là cái sự trải nghiệm cái sự học hỏi nó rất là nhanh thôi đối với lá số này tiếp theo tấu thư tấu thư là khả năng ăn nói khả năng truyền đạt tấu thư là khả năng tinh tế khả năng cảm nhận thế nên lá số này mà làm về giáo viên là đông học trò đấy rất rất đông học trò và có cái uy danh có được cái vị nể có cái thanh danh Để vì cung quan lộc của nó tử vi tiên khôi đi về hóa khoa đây này địa giải thì đi, địa giải thì cũng tốt thôi địa giải giải được những cái hung tai những cái họa hoạn rồi đường phù thì cũng may mắn uhm, thiên phúc cũng là cái sao phúc lành giải được những cái hung tai nguyệt đức cũng là cái sao uh, giải hung tai À, tiếp theo trường sinh đế vượng trường sinh thì thường thường là sống lâu sống thọ nhưng mà với la số này thất sát đi với thiên hình như thế này ở cái cung phúc đức thì nếu sau này muốn sống lâu sống thọ phải buông bỏ một số thứ buông bỏ bớt cái tham sân si đi thì nó mới được như vậy tiếp theo tử phủ người mà có đào hoa hồng loan thì nói chung là làm việc rất nhanh nhẹn rất năng động rất tháo vát làm việc rất nhanh cái vòng đào hoa thiên không là cái vòng đi trước thời đại đi rất nhanh nhưng mà đi nhanh quá thì mất phanh thì nói chung là dễ rủi ro phá sản nếu đi vào con đường kinh doanh đối với lá số này tiếp theo là sau kiếp sát kiếp sát thì nói chung là cũng đánh đá lắm kiếp sát thì làm ra làm chơi ra chơi đấy kiếp sát nó là như vậy tổ hợp lá số này vũ khúc thiên tướng rất rất nhiều ngành nghề trong đó những ngành nghề liên quan đến quân đội công an cảnh sát là một này cái thứ hai là tài chính kế toán ngân hàng cái thứ ba liên quan đến giáo viên liên quan giảng dạy liên quan đến học thuật cũng rất là hợp cách đối với lá số này tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cung quan lộc cung quan lộc tử vi hơi tiếc lại gặp tuần nhưng mà được cái tuần ở cung dương thì nó không nặng lắm đối với người tuổi âm là cái thứ nhất cái nhưng mà cái quan trọng nhất là tử vi này lại gặp địa không địa kiếp hòa tinh kình dương một hai cái sát tinh thì không sao tại vì tuần nó chắn nhưng mà rất nhiều sát tinh như thế này nói chung là trong công việc cũng lên bờ xuống ruộng là cái cung quan lộc này tử vi thì liên tử vi là đế vương tử vi là vua thế nên là làm những lĩnh vực liên quan đến quản lý nhân sự quản lý hành chính thì rất hợp cách với tử vi người mà có tử vi thì thường thường tử vi ở cung quan thì gánh có thể gánh vác có thể đảm nhiệm được những cái chức vị lớn và đi với khôi việt như này thường thường là chức vị là chức vị đứng đầu đấy không đứng đầu thì cũng đi theo cái người có chức vị rất cao để phò tá chính là cái tử vi đi với khôi việt hóa khoa thì rất thông minh rất à, rất nhiều kiến thức trong công việc hóa khoa là bách khoa à, toàn thư hóa khoa là cái tri thức ở trong công việc giải quyết công việc rất là tuyệt vời khôi việt khoa mà đi với cái thiên không như thế này thì trong công việc chị giải quyết rất nhanh và rất trí tuệ chính là cái lá số này đào hồng thì nói chung là đào hồng mà cử quan đào hồng là hai cái bông hoa đóng ở cung quan hiện tượng là trong công việc là sớm sớm được mọi người biết đến sớm có thanh danh sớm nổi tiếng đấy đào hồng là nó khoe sắc khoe hương ở cung mệnh là nói về sắc đẹp để người ta chú ý về mặt ngoại hình chú ý về mặt duyên dáng còn ở cung quan lộc là được người ta biết tới thông qua khả năng giải quyết công việc chính vì thế phú mới có câu là quan cung ái ngộ hồng đào thiên di tối kỵ kiếp không lâm vào tiếp theo là nhìn vào cái cung quan lộc này lại nhìn sang cái cung phu xem ra là chồng là nói chung là bất ổn kiểu thư, kiểu như là lá số này rất dễ là bị người ta lừa 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 gạt về đường tình duyên tham lang đi về địa kiếp đi với song hao đi với hồng đào anh chị nhá là cái hiện tượng hao tài tốn của ấy, vừa bị lừa vừa mất tiền chính là cái lá số này rồi tiếp theo tam thai bát tọa thì công việc là hành thông thuận lợi, thiên đức phúc đức thì may mắn cắt lành, đế vượng thì con, cung quan tử vi đi với đế vượng là cái hai cái ông vua, thế nên là quan lộc là càng ngày nó sẽ càng tốt lên, nhưng mà tất nhiên nó, nó còn tùy theo vận thôi. Đặc biệt là sau 32 nó biến động rất nhiều tại vì thân nó cứ thân nó cứ phúc đức gặp à, sao thất sát gặp thiên hình gặp lục sát tinh nó hãm địa. Cơ bản cung quan này là tạm ổn thôi tại vì sao tại vì tử vi đi với khôi việt khoa cách cục là tử phủ vũ tướng đi với đào hồng cũng rất may mắn cắt lành đào hồng hỉ tam minh hiển đạt nhưng mà gặp địa không địa kiếp hỏa tinh kình dương thiên không như thế này nói chung là cũng gian nan lắm Đấy, cung quan lộc nói chung là nhiều cái gian nan gian nan đặc biệt là khi những cái trọng trách những cái gánh vác những cái công việc nó càng lớn thì càng rủi ro cao căn cơ gốc dễ ở cái cung mệnh thì rất là mạnh có thể đảm đương gánh vác được nhưng mà riêng đối với cung quan này thì rất rất nhiều sóng gió đấy là tử vi đi với hội tụ địa không địa kiếp hỏa tinh kình dương tứ đại sát tinh nó chiếu vào đây đặc biệt liên quan người khác giới thì nói chung lại càng nhiều vấn đề thế nên chị nên cẩn trọng cái vấn đề này trong các mối quan hệ liên quan đến người khác giới rồi tiếp theo chúng ta sang cung tài bạch ạ cung tài bạch là gì ở cung thìn cung tuất à, lưới trời lưới đất thiên la địa võng rất dễ mắc phải thị phi rồi tranh chấp hình thủ pháp luật đấy là cung tài bạch một thứ nhất là lưới thị lưới trời à, lưới thiên la địa võng cái thứ hai liêm trinh đào hoa tinh là tù tinh cái thứ ba là thân cư phúc đức hội tụ sao thất sát thiên hình toàn đến sao liên quan đến hình tù pháp luật và quan trọng là nó hội tụ đủ lục sát tinh nói chung là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp san trùng trùng điệp điệp rồi tài bạch liêm trinh liêm trinh thì miệng rộng của cao tính hay tranh cạnh làm sao hơn người người mà có cái cung tài bạch mà sao liêm trinh thì nó có thể tranh đấu tranh đua cạnh tranh được với cái đời tiếp theo thiên phủ thiên phủ là quản lý tài chính thế nên lá số này làm về tài chính kế toán ngân hàng rất hợp cách đặc biệt là khôi việt đi với vũ phủ nhưng mà thiên phủ đi với địa không đi với hỏa tinh nếu mà làm về ngành nghề tài chính hoặc là kinh doanh thì cũng có ngày là đền oan là cái thứ nhất cái thứ hai là có ngày phá sản đấy phủ đi với địa không đi với hỏa tinh kình dương phát thì phát rất nhanh rất lẹ nhưng mà nói chung là độ rủi ro rất lớn chính là cái cung tài bạch này nhựa rất rất nhiều rủi ro đấy, cung tài bạch nó rủi ro ở cái điểm lá số này ăn vào vòng thiên không dễ kiếm tiền dễ thành công hỏa tinh đắc địa phát giã như lôi kình dương tứ mộ phú quý thanh dương nhưng mà gặp à, thiên phủ gặp địa không thiên không thì cuối cùng là kho lộ kho chống rỗng cuối cùng vẫn là phá sản thế nên chị biết cầm chừng và lá, và, và lá số này thì tử vi gặp tuần à, vũ khúc thiên tướng không giỏi làm chủ thế nên tốt nhất không nên làm chủ không nên làm người đứng đầu nên làm phó thì hơn đối với cái lá số này mặc dù căn cơ gốc dễ ở mệnh rất là tốt tiếp theo sang cung phúc đức anh chị nha phúc đức có thất sát hãm địa thế nói chung gian nan vất vả rồi thất sát đi vì thiên hình hội tụ đủ lục sát tinh nói chung dễ dính vào cái chuyện hình tù pháp luật dễ làm ơn mắc oán tiếp theo đấy thất sát lại còn đi với lưu hà lưỡi thiên la địa võng nói chung rất dễ mà dính vào cái lưỡi pháp luật nói chung là cung phúc đức thật sự là nan giải anh chị nha thất sát lâm thân trung thị yểu đặc đặc biệt là sát đi với hình nói chung là họa vô đơn trí họa liên quan đến cái gì liên quan đến giao thương chiếm kích vân vân đấy là một hình ảnh để nói lên cái sự hung hiểm của thân cư phúc đức này đặc biệt hội với lục sát tinh nói chung là xấu xấu chỉ có thể tu tâm dưỡng tính thì nó sẽ tránh được khỏi cái tránh được một phần nào đó cái bộ lục sát tinh này nó chiếu về thôi đấy còn một cái mối nguy hại nữa là thân cư phúc đức nhị hợp với tật ách mệnh nhị mệnh thì nhị hợp với tử tức thế nên cả đời phải lo lắng cho con thậm chí lo lắng đơn độc luôn tại vì cung phu tôi thấy là rất là xấu cái thứ hai lo lắng nhiều quá thì nói chung sinh ra nhiều bệnh nhiều tật mà thân cư phúc đức lại nhị hợp với tật ách nói chung sau này chăm sóc sức khỏe bản thân nó cẩn thận một chút đối với la số này tiếp theo chúng ta sang cái cung thiên di ạ Tiếp theo là cung thiên di phá quân hãm địa Nói chung phá quân hình ảnh quân nhân đi chinh chiến Nói chung phá quân hãm địa thì nói chung nhiều sóng gió nhiều rủi ro mà hay vất vả Khó mà an yên ổn định ở một cái nơi nào đó Nói chung cung thiên di không ổn anh chị nhá Đấy cái thứ nhất à, Cái thứ hai là phá quân lại đi với Đà La hội tụ với địa kiếp hội tụ với thiên hình Nói chung nhiều cách hung họa cung thiên di à, Nếu mà an yên ổn định ở một chỗ là xem ra không ổn với cung này Tam thai bắt tội thì có cái sự hành thông nhẹ Đà La đi với Thiên Diêu nhiều cái chắc trở, nhiều cái trì chỉ, chỉ trệ, nhiều cái cản trở chính là sao Đà La Quan phủ là sự phản bội ra ngoài nói chung là cẩn thận Có thể gặp những cái hung họa rất là bất thường Thậm chí liên quan đến cái sự phản bội Đấy là cung Thiên Di xấu này Cung Thiên Di ngũ anh phá quân thuộc thủy À phá quân thuộc thủy Hám điện lại hợp với cái mệnh thủy cục thủy Thế nên là hợp nhưng mà nó xấu thì vẫn là xấu anh chị nhá Tiếp theo chúng ta sang cái cung Phu điện rồi cung phu cung phu là gì tham lang đi với thiên hỉ ban đầu thì vui vẻ nhưng về sau tham lang địa kiếp thì lộ ra cái bản chất thật thì nói chung thành xấu xa đấy tham lang đi với địa kiếp đi với thai đi với đào hồng đi với song hao cưới yêu thì yêu nhanh cưới thì cưới cưới nhanh nhưng rồi cuối cùng cũng chia tay cũng chia ly chính là cung phu này cung à, phu này thực sự mà ở được với nhau thì thực sự là rất tài tình anh chị ạ à. phải có một cái gì đó rất đặc biệt mới ở được với nhau còn lại tham lang đi mà địa kiếp lại đi với song hao đi với thai đào hồng như này có thể luận một điều là nói chung là chồng hơi lang nhang một chút thì thành ra nó khó, bất rất bất ổn nói chung rất xấu địa kiếp đi với Đà La đi với Thiên Diêu đi với Thiên Hình đi với Đào Hồng rất rất nhiều sao tình ái tình dục ở cái cung phu này thế nên tổng kết lại được cái cung phu này rất là xấu chồng thì ví dụ như tham lang tính bẩm thông dung say miền gái đẹp rượu nồng miếng ngon lại đi với địa kiếp lại đi với thai, lại đi với Đào Hồng đi với Đà La đi với Thiên Diêu người ta gọi rất dễ nghiện ngập rất dễ nghiện ngập và vào một cái gì đó rồi sinh ra cái sự xung khắc Đấy, vợ thì vũ khúc thiên tướng đứng đắn đàng hoàng chồng thì lăng nhăng hai cá tính nó không hợp nhau thì làm sao ở với nhau được thế nên nếu mà ở được với nhau thì phải nói thực sự là kỳ tích đối với cung vu này anh chị nhá mà đặc biệt lại cung tử tức lại có tả phu hữu bật lại có tuyệt tượng là có con hai dòng rồi cung phụ mẫu là gì cách cục là âm dương lương nhưng mà âm dương lương thì nó hơi tối một chút mệnh mệnh thân thì hội tụ đủ lục sát tinh thế nên là nó hơi hình khắc bố hình khắc mẹ thậm chí là khắc phu một chút nói khắc phu thì nó không đúng nhưng nói cái có cái gì đó người ta lại gọi là lỡ duyên thì hợp lý hơn anh chị nha với cái cung phu này tham lang đi với thai đi với song hao đi với đà la đi với thiên diêu đi với đào hồng rất rất nhiều các cái liên quan tình yêu tình ái tình dục của cung phu này mà dính cái con địa kiếp ở đây là oan trái nghiệp quả rồi người ta nói là gì hình diêu không kiếp mà đào hồng vào đây nữa thì lại càng xấu rồi đang cung phụ mẫu lan man sang cung phu một chút Rồi phụ mẫu là gì? Dương Lương Bố mẹ đứng đắn đàng hoàng Tả phú bật nhiều tài năng Hóa quyền xem ra bố là cũng tính tình là cũng hơi 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 gì nhỉ tự tự ái nó hơi cao nhưng mà có thực lực có quyền hành thai phụ phong cáo bằng cấp thai phụ phong cáo thì chủ về bằng cấp hóa quyền chủ về quyền hành chủ về làm chủ thái dương thiên lương À, nhưng mà khi mà thái dương thiên lương hãm địa ở đây thái thiên lương nó chủ về cô độc nó chủ về hình khác thế nên nói chung không hợp bố không hợp mẹ cho lắm đi về tới phá thì có một à, bố hoặc mẹ là nói chung là hơi ngang hơi ngang ngạnh một chút tới phá đi với hóa quyền là thích gì là làm một cái việc đấy đấy khốc khư là sẽ có sự buồn phiền sẽ có sự nước mắt rồi đặc biệt âm dương lương hãm à, thái âm đi với hóa kỵ nói chung cả bố cả mẹ đều không hợp anh chị nha lại có cô thần quả tú đấy cung phụ mẫu không ổn lắm tiếp theo là cung nô bộc cung nô bộc là gì cô thần quả tú đi với hóa kỵ đi với phục binh đi với cự môn thiên đồng nó chiếu về như này trước thì đông bạn đông bè nhưng cô thần quả tú thì ít sau là có phục binh ở đây là dễ bị bạn bè lừa gạt chơi một quả rất là xấu chứ, rất đều điếu khách thì bạn bè thường xuyên là ăn chơi thay thay phụ phong cáo thì cũng chút ít bằng cấp rồi đặc biệt là cự môn đi với hóa kỵ nó nhập vào cái cung này lại có tang thuế điếu cô thần quả tú nói chung là buồn phiền vì bạn bè quan lộc mà nhị hợp với nô bộc thì cơ bản là cái bạn bạn bè nói chung cũng không được nhờ quá nhiều đâu rồi cũng rồi chúng ta dùng lại cung nô bộc như này mệnh mệnh thân nội tụ đủ lục sát tinh nói chung không trông mong gì bạn bè nhiều tiếp theo tử tức là thái âm thái âm thì là bắt đầu tinh chủ về con gái thế nên tượng này là tượng con gái nhiều hơn con trai đấy là cái thứ nhất tả phù bật là con hai dòng hóa kỵ thì nói chung là không không hợp nhau lắm cô thần quả tú đi với tang môn đi với thiên mã thì sau này mỗi người mỗi xứ mỗi người mỗi nơi mệnh thì nhị hợp với tử tức thế nên cả đời lo lắng cho con lo lắng cho cái còn con cái nó tốt hay xấu thì nói chung phải xem cụ thể mới biết được đấy là cái cung tử tức ạ cung huynh đệ cự môn à, cự môn thì xung khắc bất mãn về lời nói nhưng mà cơ bản là cung huynh đệ này không có gì xấu cả cự môn đi với thiên đồng mệnh chị lại là, là mệnh thủy cục thủy thì nó hợp có triệt thì có sự ngăn cách có sự chia ly xem dạ không ở gần nhau tiếp theo là gì long trì phượng cái hoa à, hoa cái long trì phượng các thì mà anh em nhà mình là cốt cách cao sang quyền quý đắc văn xương văn khúc đắc ân quang thiên quý lại sao dưỡng như vậy là anh em là ân trọng tình trọng nghĩa ân tình nghĩa nặng đắc lộc tồn nói chung là anh em là nói chung có cuộc sống nó tương đối tốt song lộc chiếu về cung huynh đệ anh chị nhá ở đắc thái tuế đắc tứ linh rất chính trực rất đứng đắn rất đàng hoàng là cái, là cái tổ hợp của cung huynh đệ này tiếp theo là sao dưỡng mà ở cái cung huynh đệ là có ân quang thiên quý thì nói chung là ra ngoài chị rất dễ gặp phải những người bạn mà mình coi là chi kỷ coi thân thích như là anh em đấy là cái cung huynh đệ này cự môn thì có cái khoản xung khắc về lời nói thiên đồng thì nó là cái sự thay đổi sự dịch chuyển thế nên là anh em nói chung là không ở gần nhau tiếp theo là có cái sao triệt ở đây thì hiện tượng là xa cách là chia ly nhưng cơ bản cung huynh đệ không xấu cung huynh đệ không xấu rồi tiếp theo trong cung tật ách tật ách vô chính diệu thì không đáng ngại không lo lắng về bệnh tật gì cả nhưng mà thân cái bệnh tật cái sức khỏe của chị à, càng ngày nó càng yếu yếu ở cái chỗ cái mệnh thân mệnh thân hội rất nhiều lục sát tinh đặc biệt là cung thân thất sát lâm thân trung thị yểu và thất sát này đi với thiên hình rất dễ liên quan đến mổ xẻ tiếp theo là có địa kiếp địa không hỏa tinh kình dương linh tinh đà la rất nhiều sát tinh chiếu của cung phúc đức cái cung tật ách thì nó không xấu nhưng mà cung phúc thân cư phúc đức lại xấu thì thành ra là có rủi ro về cái sức khỏe về cái tật ách văn xương văn khúc thì giải hung giải tai giải bệnh tốt này ân quang thiên quý cũng như vậy lộc tồn đi bác sĩ cũng là những cái sao giải hung giải tai giải bệnh rất, rất là tốt cả hóa lộc cả ân quang thiên quý nhưng mà có linh tinh thì cẩn thận các bệnh liên quan đến thần kinh căng thẳng stress quá căng thẳng quá stress đặc biệt là cái sao thất sát làm việc rất là điên cuồng thế nên là khi mà có sự cố xảy ra dễ căng thẳng thần kinh mạch máu não là nó không 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 ảnh hưởng nó không tốt cho lắm thân lại cứ thất sát nhị ở với cung tật ách nói chung là chị nên cẩn trọng cái vấn đề sức khỏe mặc dù cung tật ách là vô chính rượu vô chính rượu thì không có bệnh nặng đâu nhưng mà có cái con linh tinh và quan trọng là thân cư phúc đức hội tụ đủ lục sát tinh và thiên hình ở đây anh chị nhá. Đây, thiên hình này địa kiếp chiếu về này địa không chiếu về là hòa tinh kình dương này linh tinh nhị hợp này đà la chiếu về là chung tiếp theo lại thân cư phúc đức lại là sát phá tham hãm địa gần như hết rồi rất là nan giải còn chị gần như là được mỗi tôi thấy được mỗi cái cung điển trạch đẹp thôi đấy cung mệnh thì khá thôi cung mệnh hội nhiều sát tinh cung thân hội nhiều sát tinh thế nên không không thể nói là đẹp được chỉ nói là căn cơ gốc dễ nó vững mạnh còn cung điền trạch là thiên cơ tuy hám nhưng mà ở đây là đắc là gì đắc tứ linh này đắc song lộc này đắc song lộc đắc thiên mã lộc mã thì có thể kinh doanh buôn bán đất đai được thiên cơ thì cũng ảnh thuộc mộc à, cũng hợp với mệnh thủy cục thủy trước về trước phải hao trước về tốn công à, tốn công hao tổn tâm trí nhiều nhưng càng về sau càng tốt đấy chính là văn xương văn khúc này văn xương văn khúc nhà cao cửa rộng đẹp này hóa lộc song lộc này có lộc về đất đai ân quang thiên quý này được thừa hưởng này à, quốc ấn cũng tốt này thiên tài thiên tài cũng hay này tứ linh ở đây nhà cửa đất đai nói chung là gần đình đền chùa Miễu phải những uh, miếu miếu phủ gần những nơi tâm linh cơ bản cái tổ hợp xương khúc quang quý Xong lộc mã đi với tứ linh à, lộc tồn nó vào cái cung điển trạch như vậy cung điển trạch là rất cát nếu mà nếu mà biết sớm thì chị có thể kinh doanh cái mảng đất đai điền sản bất động sản và nó rất hợp với cái bát tự của chị nhá Đấy, bát tự của chị là gì ngũ hành hỏa thổ kim nó đang hơi yếu đặc biệt là ngũ ảnh thổ kim thế nên kinh doanh về bất động sản là rất rất hợp lý rất rất hợp cách với cái lá số này ạ tiếp theo chúng ta đi vào cái đại vận của chị 12 đến 21 đại vận này âm dương lương cô thần quả tú nhiều cô đơn nhiều buồn phiền tăng môn đi vì thiên mã nhiều nghịch cảnh đặc biệt là hóa kỵ lắm cái trái ngang đấy, thái dương thiên lương lại hãm nói chung đại vận này nó không ổn không được tốt cho lắm là cái thứ nhất cái thứ hai tiếp theo là đại vận từ 22 đấy ra đời gặp ngay về nghịch cảnh gặp ngay về sóng gió nhưng cái đại vận đầu đời mà nhiều sóng gió thì nó không đáng ngại đại vận này lục sát tinh lục sát tinh bản chất của nó là cướp đoạt nhưng mà khi chúng ta không có gì thì nó chả cướp được gì thế nên cái đại vận từ 22 đến 31 là cái đại vận nói chung là đang phải vượt qua nghịch cảnh vượt qua sóng gió vượt qua khó khăn tích lũy các kiến thức các kinh nghiệm chính là đại vận 22 đến 31 đại vận này chỉ cần có tiền phát là mất đấy chính là cái đại vận này mà bản thân chị chỉ cần giàu lên cái là cũng mất thôi cái cung tài bạch nó như thế này thì làm sao mà tích tụ tiền được anh chị chỉ có tích tụ bằng cách điền sản bắt đầu từ cái vận 32 này vận 32 một cái vận tốt nhất tốt nhất trong đời tốt nhất hợp lý nhất trong đời anh chị nhé đây cái vận 32 là thiên cơ Đấy, thiên cơ tuy hãm địa thiên cơ tủ về chủ về tính toán chủ về mưu trí cơ đi về văn xương văn khúc đi về hóa lộc đi về song lộc mã đi về quang quý đi về tứ linh đi với lộc tồn thì như vậy là rất đắc cách đại vận này là công thành danh tọa tài lộc còn các thứ là gần như là viên mãn hết tất nhiên là đại vận 10 năm thì sẽ có những cái năm xấu thì cũng phải cẩn thận nhưng mà cơ bản đại vận này là đại vận tốt đặc biệt liên quan đến điền trạch thì có thể mua sắm nhà cửa đất đai những cái tài sản có giá trị đấy cái đại vận này là cơ bản là rất, rất rất, rất tốt là cái đại vận 32 còn đại vận 42 thì nói chung là à, công việc sẽ tiến là tiến rất nhanh độ rủi ro rất lớn ở trong cái đại vận 42 51 đại vận này là gì vào cung quan vào cung quan là tam hợp với mệnh tài quan thế nên là tốt là rất tốt xấu là rất xấu cái đại vận này tử vi gặp đế vượng gặp khôi việt khoa gặp đào hồng đại vận là đại vận thiên không thế nên là rất dễ thành nhưng mà đằng sau cái thành đấy là cái bại thế nên là khi mà thành rồi thì chị nên thoái đi một chút nên biết kiềm chế một chút đừng tham sân si đừng tham vọng quá đấy đào hoa hồng loan chính là những cái tham vọng những là cái ham muốn à, ấy. những cái ham muốn thì càng ham muốn thì ban đầu đào hoa hồng lan nó là những cái duyên cái duyên thì ban đầu nó sẽ buôn bán hanh thông thuận lợi may mắn nhưng mà càng về sau thì nó chính đi với địa không địa kiếp đi với thiên không thì nói chung là cuối cùng của thiên trả địa thế nên cái đại vận 42 đến 51 là phải biết điểm dừng tiếp theo cái đại vận 52 đến 61 đại vận này là cái đại vận cô thần quả tú cô đơn buồn phiền gặp hóa kỵ gặp cự môn thì nhiều cái chắc trở nhiều cái bất chắc nhiều cái nhiều cái nói chung là rất đen đủi trong cái đại vận này hơi buồn phiền hơi cô đơn một chút lại sinh ra có con điếu khách ở đây có thể sinh ra ăn chơi chính là cái đại vận này đại vận này là đại vận tăng tuế điếu thiên mã ngũ hành là thuộc hỏa mệnh chị lại là mệnh thủy tên nên đại vận này nhiều vất vả cái đại vận này năm 2061 thì cũng sắp nghỉ hưu chị nên tính toán cân bằng lại cuộc sống trong cái đại vận này cái lá số của chị có làm to đến đâu thì làm làm to ở đâu là thì làm càng to thì độ rủi ro càng cao thế nên là khi mà to rồi thì nên biết điểm dừng và nếu mà đầu tư kinh doanh thì tốt nhất là chị nên đầu tư chớp nhoáng tại vì bản chất của thiên không đi với đào hoa hồng loan nó chỉ là nhất thời thôi còn nếu mà cứ đi quá đà các thứ là độ rủi ro nó rất lớn ở trong cái lá số này đấy thiên phủ đi với địa không đi với hỏa tinh đi với kình dương đi với thiên không độ rủi ro rất cao sau chúng ta sẽ dừng lại đại vận 5261 đại vận 62 cũng là đại vận xấu và cung thiên di là cung xấu chứ không tốt đẹp gì cả. Thân thân cư phúc đức thất sát cũng là cái cung xấu chứ không tốt đẹp gì cả. Được mỗi cung mệnh và cung điền trạch thì nên thế nên nếu biết tính toán để đất để tiền bạc vào cái cung điền trạch là tốt nhất đối với lá số của chị. Tiếp theo chúng ta sang năm 2022, năm nhâm dần, năm nhâm dần chúng ta xem dần ở đâu. À đây dần vào, vào cung thiên di vậy lưu thái tuế nói chung là ra ngoài đề phòng mọi hiểm nguy mọi hung hoạn Phá quân là chủ về hung tinh, hao tinh, bại tinh, thế nên năm nay chị có kinh doanh buôn bán làm ăn phải hết sức cẩn thận. Nói chung năm nay 99% thất bại. Có thực ra cái lá số của chị không nhìn thấy may mắn, tại vì sao cung phúc đức nó không sáng tí nào, thế nên không thấy sự may mắn. Thế nên năm nay là năm rất xấu. Cái việc kinh doanh, buôn bán, đầu tư kết hợp làm ăn phải hết sức cẩn thận. Nói chung năm nay là một cái năm rất đen tối của chị nhá. Mặc dù là không kim lâu, không à, à quên quên kim lâu hoang ốc tam tai thì xem nào? à, ví dụ như kim lâu à, tiện thể chia sẻ luôn với anh chị cách tính tuổi kim lâu thôi kim lâu 48 đi 48 mà chia cho 9 thì được bao nhiêu à, 5 5945 dư 3 à, 1368 năm nay phạm kim lâu là cái thứ nhất này hoang ốc có bị hay không 48 tôi tính thử xem nào 1 2 3 4 41 42 43 44 45 46 47 48 à, năm nay vào lục hoang ốc năm nay phạm kim lâu phạm hoang ốc này tam tai thì không bị rồi hợi máu mùi thì phạm tam tai là 3 năm là 3 năm là hợi mão mùi hợi mão mùi là phạm tam tai vào 3 năm tị à tị ngọ mùi như vậy năm nay không phạm tam tai kim lâu này kim lâu phạm này hoang ốc phạm mà tam tai không phạm này thái tuế không phạm nhưng mà đi chung vào cái lá số của chị thông qua ngày giờ năm sinh phải nói năm nay là là cái năm mà xuất hành đi xa cầu tài cầu lộc buôn bán là rất rất bất lợi và năm nay lưu thái tuế nó đánh thẳng vào cái cung thiên di như thế này lại có thiên hình có lưu bạch hổ lưu đà la rất dễ liên quan đến uh việc kiện tụng pháp luật các thứ năm nay nói chung là chị phải hết sức cẩn thận các cái vấn đề đấy. Giao dịch kinh doanh nên rõ ràng rành mạch chứ không là năm nay là hung tinh, hao tinh, bại tinh, năm nay là năm đầu tư thua lỗ này. Nói chung là năm nay rất rủi ro. Đấy, rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các là số tiếp theo.